Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự lúc 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, đến 7 giờ sáng nay, tròn 8 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Số bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở nước ta vẫn dừng lại ở con số 268 ca, trong đó đã có 224 bệnh nhân được điều trị thành công, không có trường hợp tử vong. Ngày hôm qua 23 tháng 4, cả nước có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Giã Chiến Củ Chi, nâng số ca đã điều trị thành công là 224 ca. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chỉ còn 44 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại 9 cơ sở y tế, trong đó 38 bệnh nhân được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, 4 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 2 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện tuyến huyện. Thông tin mới nhất của Bộ Y tế về 3 bệnh nhân nặng, bệnh nhân số 19 và số 161 đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương. Bệnh nhân số 91 điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cả ba bệnh nhân sức khỏe đều có dấu hiệu tiến triển tốt và đang dần hồi phục. Tính đến 7 giờ sáng nay, thế giới đã ghi nhận trên 2,7 triệu người mắc COVID-19, tổng số ca tử vong là trên 190.000 người, đã chữa khỏi cho trên 745.000 bệnh nhân. Trong 24 giờ qua, nước Mỹ có thêm gần 25.000 ca nhiễm mới, số ca tử vong cũng ghi nhận thêm 1.400 ca, tổng số ca nhiễm COVID-19 của Mỹ chạm mốc 850.000 ca, số người tử vong vì COVID-19 là hơn 89.000 người. Tại quốc gia Tây Ban Nha, số ca nhiễm và tử vong mới tuy có giảm nhưng ngày hôm qua cũng đã ghi nhận gần 4.700 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm đến thời điểm hiện tại là trên 213.000 ca. Số tử vong hơn 22.000 người, đã có thêm gần 3.400 người được chữa khỏi bệnh trong ngày 23 tháng 4. Nước Pháp trong 24 giờ qua ghi nhận hơn 1.800 ca nhiễm mới và 544 người đã tử vong vì dịch COVID-19. Tổng số ca nhiễm COVID-19 của Pháp đã gần 160.000 ca, con số tử vong cũng lên tới gần 22.000 người. Ngày hôm qua, nước Nga thông báo có trên 4.700 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày thấp nhất trong 6 ngày qua. Như vậy, tổng số ca bệnh COVID-19 của Nga hiện là trên 62.700 người, trong đó có trên 550 người chết, tăng thêm 42 ca trong vòng 24 giờ qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục khẳng định tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát hoàn toàn. Thông tin đáng chú ý khác, thành phố Cáp Mỹ Tân của Trung Quốc, nơi sinh sống của gần 11 triệu người đã trở thành ổ dịch COVID-19 mới. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu cho biết, đã có tới 71 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại thành phố này. Chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân hôm 22 tháng 4 đã cử lực lượng an ninh canh gác và yêu cầu người dân khi ra vào thành phố phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, đồng thời cấm tất cả các hoạt động tụ họp đông người. Tại các quốc gia Đông Nam Á, trong ngày 23 tháng 4, Malaysia ghi nhận thêm 71 ca bệnh mới, nâng tổng số ca COVID-19 của nước này lên trên 5.600 ca. Bộ Y tế Malaysia cũng cho biết có thêm 2 người tử vong vì COVID-19 tại nước này, tổng số người tử vong là 95 người. Bộ Y tế Singapore ngày 23 tháng 4 xác nhận có thêm trên 1.000 ca bệnh COVID-19 mới, nâng tổng số người bệnh của nước này lên trên 11.000 ca. Theo hãng tin Reuters, hôm qua Indonesia đã ghi nhận thêm 357 ca bệnh mới, có 11 người chết vì COVID-19. Tổng số ca bệnh và số người chết của nước này lần lượt là trên 7.700 người và 647 người. Số người bệnh đã bình phục của Indonesia tới nay là 960 người, hơn 48.600 người đã được xét nghiệm. Sáng 23 tháng 4, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 đã cùng ngoại trưởng các nước ASEAN và ngoại trưởng Hoa Kỳ dự hội nghị trực tuyến đặc biệt các bộ trưởng ngoại giao ASEAN Hoa Kỳ về phòng chống dịch Covid-19. Trao đổi về tình hình dịch bệnh, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và Hoa Kỳ chia sẻ quan ngại trước việc Covid-19 diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng, đồng thời thông tin về kinh nghiệm ứng phó của các nước và khu vực. Trên cơ sở đó, các bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối hợp chính sách và nâng cao năng lực ứng phó với tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai, cam kết hỗ trợ công dân của nhau bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phối hợp hành động giảm thiểu tác động kinh tế xã hội do dịch bệnh gây ra. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thông báo về các biện pháp chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai và những kết quả tích cực bước đầu đã đạt được trong phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh ở Việt Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác nghiên cứu kiểm soát và điều trị các ca bệnh, quan tâm đảm bảo quyền lợi và đối xử bình đẳng với công dân các nước ASEAN tại Hoa Kỳ và đẩy mạnh hợp tác giảm thiểu các tác động kinh tế xã hội của dịch bệnh. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp với các nước, trong đó có Hoa Kỳ, Tổ chức Y tế Thế giới và cộng đồng quốc tế kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 23 tháng 4 cho biết, giải pháp sàng lọc không tiếp xúc đã được Viện Ứng dụng Công nghệ bàn giao cho bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh Hà Nội, đưa vào sử dụng từ sáng ngày 22 tháng 4. Giải pháp sàng lọc này giúp nhân viên y tế giảm tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân cũng như giảm nguy cơ tiếp xúc với các giấy tờ khi bệnh nhân khai báo. Giải pháp sàng lọc không tiếp xúc nguy cơ lây nhiễm, giúp tầm soát và sàng lọc người triệu chứng lâm sàng và có yếu tố dịch tễ liên quan đến trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Giải pháp này có những tính năng nổi trội như đa ngôn ngữ, đo thân nhiệt, lưu trữ dữ liệu của người nhập liệu, truy xuất lịch sử đi lại và thông tin người nghi nhiễm hoặc nhiễm rất nhanh chóng, đồng thời giúp nhân viên y tế đưa ra hướng dẫn nhanh, chính xác, giảm tiếp xúc trực tiếp, giảm nguy cơ lây nhiễm nếu như trước đây nhân viên y tế phải đứng bên cạnh hướng dẫn bệnh nhân khai báo thì bây giờ với hệ thống này nhân viên y tế hoàn toàn có thể đứng trong phòng có vách ngăn mà vẫn hướng dẫn được bệnh nhân và có thể kiểm tra được bệnh nhân khai đúng sai hay có thiếu sót không vì thế ngoài việc giảm tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân giải pháp này còn giảm nguy cơ tiếp xúc với các giấy tờ khi bệnh nhân khai báo giải pháp cũng giúp cho các bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi giảm chi phí và giảm áp lực cho nhân viên y tế Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền trên 879 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2020. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện hỗ trợ trong thời gian giáp hạt nếu vẫn còn khó khăn tỉnh cao bằng có văn bản gửi bộ lao động thương binh và xã hội bộ tài chính để trình thủ tướng chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ Tiếp theo là các tin tức địa phương đáng chú ý. Ngày hôm qua, 23 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành công văn số 1030/UBNDVX gửi thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố về việc triển khai thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố không chủ quan buông lỏng tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về một số biện pháp phòng chống dịch từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như khuyến khích người dân đeo khẩu trang nơi công cộng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, các quán ăn uống vỉa hè phục vụ tại chỗ tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có văn bản chỉ đạo mới. Cho mở cửa đón khách du lịch tại tất cả các điểm khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ còn lại và các hoạt động khác hoạt động bình thường đối với các cửa hàng ăn uống được hoạt động cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, giãn khoảng cách hợp lý khi phục vụ khách tại chỗ. Tiếp tục dừng hoạt động chợ phiên tại huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm đến hết ngày 26 tháng 4 năm 2020. Các chợ phiên tại các địa phương còn lại hoạt động trên cơ sở đảm bảo công tác phòng chống dịch. Các ban quản lý chợ, các chủ siêu thị, chủ doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đối với các hoạt động vận chuyển hành khách nội tỉnh, giảm 50% tần suất số lượng hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đối với vận chuyển hành khách ngoại tỉnh, thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải tại công văn số 3864 BGTVT VT ngày 24 tháng 4 năm 2020. Tiếp tục duy trì 5 trạm kiểm tra liên ngành, kiểm tra kiểm soát người và phương tiện tại các cửa ngõ giao thông vào tỉnh. Đối với hoạt động của các tổ kiểm tra giám sát, tổ lưu động, tổ tự quản, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định cho phép khối học sinh lớp 9 và lớp 12 tiếp tục đi học trở lại từ ngày 27 tháng 4 năm 2020. Các khối lớp, cơ sở giáo dục đào tạo còn lại, trung tâm giáo dục thường xuyên cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày 4 tháng 5 năm 2020. Các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố bố trí toàn bộ cán bộ công chức, nhân viên làm việc tại cơ quan, đơn vị và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tiếp tục phối hợp với ngành y tế tăng cường việc phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế, trong cơ quan, đơn vị, cơ sở cách ly và cộng đồng theo quy định. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được giao. Sau thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội và thực hiện các chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19, hiện nay đối với nhiều người dân, việc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và thực hiện giãn cách xã hội đã dần trở thành thói quen và việc làm thường xuyên. Từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành y tế luôn khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, đó là một trong những biện pháp cần thiết để phòng chống dịch. Việc đeo khẩu trang là bảo vệ chính mình và cộng đồng không chỉ trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19 mà còn bảo vệ sức khỏe đối với các loại bệnh đường hô hấp khác. Theo khuyến cáo của chuyên gia y tế, việc đeo khẩu trang khi đến các nơi công cộng đều rất tốt. Kể từ ngày 28 tháng 3 khi tất cả người dân đến nơi công cộng buộc phải đeo khẩu trang, đến nay ý thức của người dân về chủ động phòng tránh dịch Covid-19 được nâng lên rõ rệt. Hầu hết tất cả người dân khi ra đường hay đến những nơi công cộng đều đeo khẩu trang, chủ động rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt mỗi khi ra vào các cơ quan công sở, chợ và các cửa hàng siêu thị. Nhờ sự đoàn kết đồng lòng trách nhiệm của mỗi người dân, thời gian qua công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong bối cảnh hiện nay chưa có vaccine và thuốc đặc trị, người dân vẫn phải nêu cao cảnh giác, chấp nhận tình trạng sống trong trạng thái có dịch do đó việc đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động cộng đồng thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hạn chế tập trung đông người là những việc làm cần thiết hiện nay để cuộc sống dần trở lại bình thường tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bằng tất cả các biện pháp trong phòng chống nhằm đẩy lùi dịch Covid-19, vai trò của hệ thống loa truyền thanh đã góp một phần quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền tại cơ sở. Trong thời gian vừa qua, huyện Thạch An đã chỉ đạo trung tâm văn hóa và truyền thông tăng tuổi lượng phát trên hệ thống loa truyền thanh địa phương và cụm loa tại các xã thị trấn vào các khung giờ 6 giờ sáng và 17 giờ các ngày trong tuần và tuyên truyền trên xe thông tin lưu động tại các xã thị trấn trên địa bàn. Qua đó, người dân trên địa bàn huyện nắm được thông tin một cách rõ ràng và cập nhật kịp thời về tình hình dịch bệnh. Đối với những thôn mà chưa lắp đặt được loa, Ủy ban nhân dân các xã đã chỉ đạo cán bộ phụ trách văn hóa xã thu các chương trình và đưa về phát tại nhà văn hóa thôn xóm cụm dân cư, phát lưu động bằng xe máy. Thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, người dân ở các thôn xóm trên địa bàn huyện đều có thể nắm bắt được các thông tin về tình hình dịch COVID-19. Những nỗ lực trong hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch trên địa bàn huyện Thạch An đã mang lại hiệu quả rõ rệt, người dân nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và thấy rõ được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch, có ý thức tốt trong thực hiện việc phòng bệnh, góp phần đẩy lùi dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Theo số liệu thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 20 tháng 4, toàn tỉnh có 58 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó có 42 doanh nghiệp cơ sở kinh doanh hợp tác xã tạm dừng hoạt động, 16 doanh nghiệp hợp tác xã cắt giảm quy mô hoạt động. Các ngành nghề chủ yếu bị ảnh hưởng là sản xuất chế biến, khai thác khoáng sản, vận tải hành khách hàng hóa, du lịch khách sạn, nhà hàng, cơ khí, khám chữa bệnh, xây dựng thương mại, khai thác vật liệu xây dựng. Cùng với đó toàn tỉnh có 991 người lao động bị tạm ngừng việc, mất việc làm, bị thiếu việc làm. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình, hướng dẫn các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thực hiện chế độ chính sách với người lao động theo quy định. Từ đầu năm đến nay đã có 496 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền trợ cấp 5,7 tỷ đồng. Hiện nay, Sở đã tiến hành ra soát các đối tượng theo nghị quyết số 42 NQCP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất văn bản hướng dẫn doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất. Là công trình chống sói lở bờ sông và ổn định dân cư khu vực thành phố, dự án kè bờ trái sông Hiến đang được các nhà thầu nỗ lực thi công, phần đầu đến hết tháng 6 năm 2020 sẽ hoàn thành 2 phần 3 khối lượng. Dự án kè bờ trái sông Hiến có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, Năm 2020, công trình đã được phân bổ nguồn vốn 140 tỷ đồng và tiến hành khởi công từ tháng 2 năm 2020. Dự án có tổng chiều dài 4 km đi qua địa bàn ba phường xã, gồm Hòa Trung, Sông Hiến và Đề Thám. Theo thiết kế, dự án chia làm hai gói thầu. Gói thứ nhất, từ đầu cầu Tân An Mới đến đầu cầu Gia Cung. Gói thứ hai, từ đầu cầu Gia Cung đến tổ 6 phường Đề Thám. Theo thiết kế quy mô của kè, được bố trí kiên cố bê tông cốt thép với chiều cao từ 4 đến 8 mét, thiết kế đường đi với chiều rộng mặt đường 5,5m. Phần lớn là đường bê tông, hai bên có vỉa hè và lan can. Dự án đã tiến hành giải phóng mặt bằng, đền bố kinh phí cho 160 hộ dân với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Cho đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành gần 30% khối lượng. Các nhà thầu đang tập trung huy động máy móc thiết bị và nhân lực thi công các hạng mục thiết yếu. Riêng gói thầu số 1, đoạn từ đầu cầu Tân An mới đến đầu cầu Gia Cung thuộc địa phận tổ 10 phường Sông Hiến, khối lượng xây kè đạt khoảng 70% hiện đang tập trung giải đất, đổ bê tông móng và tường kè, cố lượng đạt 50% và tiến hành thi công tầng lọc ngược. Các nhà thầu cam kết đến hết tháng 6, công trình sẽ thi công được 2 phần 3 chiều cao của kè, đắp đất tường kè và thanh thải trả lại dòng chảy cho dòng sông khi mùa mưa lũ đến. Hiện các hạng mục thiết yếu đang được các đơn vị thi công tập trung đẩy mạnh và phấn đấu kết thúc năm 2020, dự án sẽ hoàn thành thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự sáng nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại